Xin chào tất cả các em Sau đây thầy sẽ hướng dẫn các em trả lời câu hỏi số 3 trang 173 Sách giáo khoa đại số và giải tích 11 Đề bài câu hỏi số 3 của chúng ta như sau Tính gia tốc tức thời của sự rơi tự do S bằng 1 phần 2 GT bình S của ta là quãng đường mà vật rơi được ấy. Thì ở đây thì ta cần phải chú ý phương pháp phương pháp của ta chính là ở phần trên đấy phần lý thuyết người ta còn nói rằng đạo hàm cấp 2 f phẩy t là gia tốc tức thời của chuyển động S bằng ft tại thời điểm t như vậy để tính gia tốc tức thời của vật rơi tự do thì ta tính đạo hàm 2 của hàm hàm s này được chưa như vậy ta làm như sau ta có hàm s Đầu tiên ta sẽ đi tính đạo hàm cấp 1. Đạo hàm cấp 1 sẽ bằng uh, 2 nhân ra ngoài đúng không? Sẽ là 1 phần 2 nhân 2 bằng 1. Ta chỉ còn lại GT. Tiếp theo ta sẽ đi tính đạo hàm cấp 2. Đạo hàm cấp 2 chính là gia tốc đấy. Thì ta được... GT mà ta đạo hàm đi thì ta được G đúng không? G của ta sắp xỉ bằng 9,8 m trên dây bình.